Ở cái làng nghề Ninh Hiệp thì ở Hà Nội thì có ba cái địa điểm mà người ta nói đến khi mà nói đến cái chợ vải Vóc. Một là người ta nói đến chợ Đồng Xuân, ở nơi đấy cũng là nơi bán buôn và vải Vóc, và vào cái vực lớn nhất nhì khu phía Bắc. Thì sau cái vụ chợ Đồng Xuân cháy thì nay thì họ chuyển về Ninh Hiệp, thì bây giờ là các cái đầu mối thương lái cũng là từ Ninh Hiệp mà ra. Ngoài ra còn chợ Hôm cũng là cái nơi mà kinh doanh bán buôn các loại vải chúng ta đi, các loại vải cung cấp cho toàn bộ khu phía Bắc. Chúng ta biết là nếu như chúng ta vào đất Ninh Hiệp chúng này thì từ đầu làng đến cuối làng nhà nhà bán vải, người người bán vải, vải bóc, quần áo may sẵn của tất cả các nước trên thế giới đều ở đây. Cái con đường chúng ta đang đi đây là hiện bây giờ thì người ta không có làm nữa, chứ trước đây á, cách đây khoảng 3 năm tôi di chuyển tư vấn trên khu vực này á, thì người ta vẫn cứ phơi thuốc bắc ở hai bên đường. Tức là ở ngoài cái việc mà bán buôn bán vải Vóc ra thì ở đây còn có một cái nghề nữa rất là hay, đó là buôn bán ô mai với cả thuốc bắc. Anh chị cứ không biết củ nhân sâm nó quý như nào, chứ tôi thì tôi đi trên cái đường này thì tôi thấy là người ta bày nhân sâm dài đến cả hàng trăm mét củ nhân sâm bày ở đây để mà cung cấp cho các tiệm trên phố thuốc bắc. Đã, bây giờ là đến đây là hàng vải Vóc nó đã kéo ra dài đến tận đây rồi, đã đến ra tận ngoài này chúng ta vẫn còn nhìn thấy ạ. Đây ạ, sau khi qua cái cánh đồng nó qua một cái khu vùng trũng thì chúng ta lại tiếp tục bước vào một cái đoạn số 2, vẫn trên cái trục đường Ninh Hiệp, vẫn trên cái trục đường Ninh Hiệp. Chúng ta đang nằm ở cái địa phận của xã Yên Thường. Lộ trình của chúng ta nếu như mà đi từ đây ra cái tỉnh lộ 295B thì còn khoảng chắc còn khoảng chỗ này là khoảng tầm trên 500 mét nữa. Cái chỗ chúng ta vừa đi vào á, cái nơi đấy là cái nơi mà gọi là làng gốc để mà buôn bán. Còn là cái nơi mà chúng ta đang đi đây á, thì đây là các cái cửa hàng mà cái người dân ở trong đó người ta thuê ra ngoài này để người ta cũng kinh doanh buôn bán. Và ở đó chỗ này thì đa phần là khách du lịch hoặc những cái nơi mà các tỉnh mà lên đấy mua thì người ta chọn mua ở trên này. Thì những cửa hàng đây là rất là thú vị, và cái chuyện của nó chỉ mặt tiền nó chỉ rơi vào khoảng tầm 2 mét, 1 mét 8 đến 2 mét là đã được một cái cửa hàng rồi. Rồi có một cái đặc trưng là mỗi một cửa hàng sẽ bày 8 commander canh đến 12 commander canh đó. Và hàng nào cũng như hàng nào anh chị có thể nhìn thấy. Ba cô mà thông thường là ba cô để trước, một cô đứng trước cửa, như vậy là có 8 cô man ở canh. Và trên này chị nhìn thấy là nó như bán buôn như là một cái chợ Đồng Xuân đó. Thì đây là do là cái đặc trưng, bởi vì là bản thân là những cái vải vóc hoặc quần áo này thì cái ngũ hành nó thuộc là mộc hỏa. Cho nên thành ra là với cái đất mà với cái chủ mạch chủ yếu khí từ cái phương khí khí chủ yếu là từ phương Tây Nam, nên thành ra là những cái nhà căn ở đây là đều là lập theo cái hướng là đông bắc tây nam, đông nam tây bắc. Thì hiện tại là chúng ta đang đi trên đường Ninh Hiệp này thì là cái hướng chủ đạo ở trên cái khu vực này đang là cái mặt đường này là đang chạy theo cái hướng là đông bắc tây nam. Tức là những cái cửa hàng anh chị đang nhìn đây là đang có cái hướng là nó quay về cái hướng tây nam. Cho nên thành ra là những cái hướng tây nam này thì ngũ hành nó thuộc thổ. Cho nên thành ra là cái việc mà kinh doanh buôn bán những cái đồ liên quan đến quần áo, đồ mộc hỏa, những cái đèn nhấp nháy rồi những và những cái đồ mà sặc sỡ như này thì nó kích cái vận khí của cái phương này lên rất là mạnh. Cho nên là cái việc kinh doanh buôn bán ở đây nó rất là phát đạt, chúng nó kia rất là phát đạt. Và những cái cửa hàng mặc dù nhỏ như này thôi nhưng mà doanh thu rất lớn, và từ những cửa hàng nhỏ này là chúng ta có những căn nhà cao tầng, rồi những căn biệt thự, rồi những cái căn tân cổ điển, diện tích sàn lên đến 150 đến 200 mét, 5 6 tầng ở trong cái làng Ninh Hiệp thì cũng là từ 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 cái nơi đây. Rồi chúng ta đi sang tỉnh lộ 295. Đây là hết cái đường Ninh Hiệp và chúng ta đi về phía quận Gia Lâm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái gia chủ khác ở cái khu vực quận Cầu Giấy, cũng là một cái nơi rất là đặc trưng trong cái làng hàng trong những cái làng của Hà Nội. Thì đối với cả Cầu Giấy thì nằm trong cái khu vực ô Cầu Giấy. Anh chị đã nghe cụm từ ô Cầu Giấy là một cụm từ rất là lạ đúng không ạ? Tại vì người ta nói ô Cầu Dền rồi ô Cầu Dừa,
nhưng mà chúng ta chưa thể nói đến ô Cầu Giấy bao giờ. Thì cái bùng binh Cầu Giấy mà nối giữa đường Láng Hạ với đường Lê Gia Thành thì chỗ đấy người gọi là cũng là một cái ô. Ô ở đây trong cái như là cái cửa ô để vào nội thành nhá. So với cái cửa ô này so với Hoàng Thành Thăng Long thì người ta gọi là ô Cầu Giấy. Thì và cái tuyến phố Cầu Giấy cũng là một tuyến phố rất là nổi tiếng về cái việc mà buôn bán kinh doanh các quần áo thời trang, rồi các cái hãng thời trang. Cái thời sinh viên của tôi cũng như là kể cả những cái năm đầu tiên đi làm thì lên Cầu Giấy để mà mua quần áo thì nó luôn luôn là cái đặc biệt. Là thời lúc bé bố mẹ lúc nào Tết nhất là mời là lên trên đó để là bố mẹ là cho lên đấy để mua quần áo á, thì nó rất là cái gì đó nó rất là nó sang chảnh ấy. Bây giờ hay con gái tôi hay bảo đấy gọi là rich kid ấy, rất là mới được lên Cầu Giấy để mà sắm đồ, vì trên đấy toàn hàng tốt thôi. Và đến bây giờ thì hiện tại thì cái phố Cầu Giấy cũng là một cái phố mà cũng rất là nổi tiếng về cái việc mà kinh doanh buôn bán những cái đồ thời trang, những cái hãng thời trang có cái tên tuổi lớn và cũng đang làm thương hiệu tốt ở Việt Nam thì cũng đã có ở trên cái khu vực cái phố đó. Thì chút nữa thì chúng ta sẽ có cái thời gian để chúng ta sẽ lên trên cái khu vực phố đó để chúng ta cùng khảo sát.